Còn chứ. Hoạt động không có nước, có đồi nên rút mà. Đồ rút còn ở dưới đây nước che vẫn còn mày, dưới đây vẫn có nước. Đi anh. Hello mọi người, đã quay trở lại video đi rừng tiếp theo của em nha. Hôm nay có 3 đồng bọn. Bonsai lẻo lý, bonsai xanh xanh và bonsai út nghiễn. Này quấn trạng lớn luôn. Nâu tiếng luôn mọi người. À, biết rồi mọi người biết. Nó kém trại kém trời, nằm đây luôn là biết rồi mọi người. Quấn trạng nâu tiếng luôn này. Có xì tai đứng chờ ở dưới luôn. Khủng khiếp không? Đâu cái lều mới dựng xong nha anh em. Rồi, nghỉ ngơi anh em mình chuẩn bị quấn trận lớn. Anh em cần cái tác phẩm như thế nào thì báo. Bọn xe xanh xanh dẫn 500 tinh binh đánh phía hướng đông nam đây. Còn bọn xe cũng dẫn 1.500 tinh binh quấn xuống hướng bắc. Rồi, anh em theo thôi. Bọn xe liệu lý là mai phục ở trên hướng đông đầu đông nam nha. Rồi, anh em chuẩn bị. Dứt. Số 1 nha mọi người. Em coi chờ mồi lấy giày luôn. Ở đây hàng khủng nha. Ở đây phải gọi là hàng cũ. Nó nằm trong cái mép đá, trong đó nó hơi thiếu sát đây mọi người. Đế phải giữ dành nha. Hoành nó chắc tầm cái mét biết đào được không, nó nằm mà thế rất khó luôn. Nguyên cụm nha. Coi còn đang chờ trái luôn này. Nhờ một xe từ leo lên cao cái còn trái ở lúc còn ngọn mọi người. Nhưng mà không thấy được đó, nó trồng rồi vàng rồi đó. Trúc cái cành cao. Không biết ta cười không được từ, khỏi liệp. Cười nhắn đây nha mọi người. Từ nó leo không nấu, coi kèo lắm, 4-5 mét á. Ôi ê. Nhiêm, nghe coi đi chết ạ. Ui dồi, ai vậy mà. Được rồi. Ui dồi, dễ chập chê. Trái đẹp coi, để ra chết ra ngoài chứ. Trái, khủng khiếp không? Ui dồi, chứ nghe mà. Chứ đã chi đã chết. Thấy em rượu luôn. Ui dồi, trời đất. Ông đâu em ừ này ặc nữa rồi không ơi. Ui vô rồi trái không kiếm kiếm mà kiếm cho em đứng lục cái á. Ở đây phụ đèo chút nữa anh dẫn đi đèo coi to hơn. Mẻ một đã xong nha mọi người. Con này quanh là nó tầm khoảng 75 à 70 chứ. Bởi đế trái. Cái đó con nào rất rinh cứng luôn. Quay vòng vòng em từ nó cao tầm khoảng cơ 55 nha, 60 đó. Đế giữ dành. Trái đều luôn, 24 giờ nha. Quá đẹp. Như tranh dĩ luôn. Rễ cám thì bao luôn. Bao rễ cám luôn. Đó, một cốc nó còn thiếu, em thiếu bỏ một thằng đây. Thằng này nó nứt cầu đây, nó thẳng lên, nó dính vô xấu, thiếu bỏ nha. Còn 1, 2, 3 thằng. Đó. Đi quá giữ cái bành, trái rất lực nha mọi người. Rau mẻ một xin bao giá là 1.100k bao ship nha. 1.100k, chỗ đây có cái lúa nhỏ. Phân được không lúa nha. Hai nha mọi người, là một con chò mồi lấy dài luôn. Con này thì hàng mini. Rễ nó trầu luôn hết nha mọi người, nó nằm cái triền dốc. Đó, một cốc hai thân. Coi cũng đang cho trái luôn. Có là kết rễ là lói chứ không có đào mọi người, rễ nó trầu rồi hết rồi, khỏi mặt đất. Ui da. Chỗ này rất là dễ tí luôn, đây cành hết rồi mọi người. Có trái rồi mọi người nha. Có được ít trái á. Đây. Đánh quá nó ra nó còn leo queo, khô hết rồi. Khô nó rộng hết, còn lưa thưa. Số 2 đã xong nha mọi người. Con này thì không có lấy nầu được nha. Do rễ nó đem nó lòi ở trên hết rồi. Đó. Nấu trên hết nên là không có lấy nầu được. Rễ rất nhiều nha. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Đó. Coi lách nhị nha. Bọng. Có hai lỗ bọng nha mọi người. Hai lỗ bọng trên hai cái thân này. Rồi thọc vào ngón tay út lọt. Chỗ đó không có cái bọng luôn. Cầm em. Hoành nghe nhiệt trí tầm khoảng 20 nha mọi người. 20. Coi cao khoảng 40 nha. Đó. Cầm ở dưới đi kia. Dưới. Đó. Mã 2. Rồi em xin báo giá là 200 em bao ship nha. Mã số 2 nha mọi người. Bán gì cho luôn.
Ui da, kiếm cái. Quay lọt ra cái chấm nữa. Quay quay vòng lên từ. Ok, quá là nghệ thuật phơi luôn anh em ơi. Rồi, ôi. À, thành vé hôm nay ra nha mọi người. Với em được hai mẻ nha. Mẻ to và mẻ trúc rồi, bỏ ba lô rồi. Cô Út Nghiễn là zero mẻ nha mọi người. Út Nghiễn hôm nay đói rồi, còn bon xe thanh thì nó lạc ở đâu kiếm ra. Không biết nó xuống núi rồi hay là nó còn nằm trên núi không biết, giờ không thấy nó đâu hết. Đó, địa bàn anh em đóng chốt đây nè mọi người. Cột giống, cột giường, chia trại các kiểu. Vừa kiếm ra, bỏ ra, nguyên thùng luôn. Cái mình cuốn trận lớn. Rồi, kết thúc video tại đây nha. Cô chú anh chị nếu thích mẻ này, alo luôn. Giờ trời đang mưa. Mưa này, xuống núi về mọi người.